Nghe Liên trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, sau dịch Covid-19 tại Việt Nam, việc chống dịch như chống giặc của Cộng sản Việt Nam tệ hại tới mức như thế nào, với hàng chục ngàn người ra đi và với hàng ngàn trẻ em đã chịu cảnh mồ côi, với cái cách phong tỏa các khu dân cư, với những nghị quyết sáng đúng chiều sai như là buộc xét nghiệm, ngoáy mũi, giấy phép đi đường hàng dài trăm ngàn chỉ có giá trị 3 ngày, vân vân. Thưa quý vị, tất cả những việc đó chỉ nhằm một mục đích là làm giàu các quan chức cộng sản. Đến hôm nay thì hàng chục cán bộ CDC ở các tỉnh thành đã bị bắt, đến những cán bộ cao cấp dù là bộ trưởng hay là cựu chủ tịch ủy ban dân thành phố cũng phải đi tù vì test kit Việt Á. Tôi nghẹn ngào. Cái bút Đoàn Bảo Châu đã viết: mỗi người nghẹn ngào vì những việc những người khác nhau. Cái ông Tổng Bí Thư nghẹn ngào khi ở Trung ương kỷ luật ông Nguyễn Thanh Long, điều ấy là dễ hiểu. Bởi vì ông Long là một đồng chí cao cấp, là đảng viên lâu năm và giỏi giang của ông Tổng Bí Thư. Vì vậy tôi cũng xin phép được nghẹn ngào. Tôi nghẹn ngào bởi 30.000 đồng bào của tôi đã chết vì đại dịch, 2.000 đứa trẻ thành mồ côi. Trong ấy có biết bao nhiêu người chết oan khi mà việc phân loại và cách ly F0, F1, cái việc mấy mũi tràn lan vô tội vạ có thể gây ra lây nhiễm chéo và nhầm lẫn. Tôi cũng nghẹn ngào khi trong đại dịch có những hẻm ở Sài Gòn đầy người chết, người đã phải trải qua một địa ngục dưới trần gian. Có những người sống sót duy nhất ở trong một gia đình hơn 10 người. Tôi cũng nghẹn ngào bởi chỉ có 100.000 đồng trong túi mà một người chồng trẻ đã không thể đưa vợ đến viện mà phải tự đỡ đẻ cho vợ bằng cách gọi điện để mẹ mình hướng dẫn cách đỡ đẻ. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ xã hội này nó mang rợ đến thế sao, khi mà tính mệnh của một người phụ nữ có thể bị nguy hiểm đến vậy, ngay giữa niềm vui làm mẹ và con người ta có thể cô đơn đến như thế sao, khi mà sự việc xảy ra ngay ở trong lòng thành phố lớn nhất cả nước, khi mà các hội phụ nữ, hội bà mẹ trẻ em, tổ dân phố đang tồn tại chứ. Tôi cũng nghẹn ngào khi một đôi vợ chồng mất công chở cả một đàn chó ở trên chiếc xe máy để khi về đến nơi thì chính quyền địa phương mang đi tiêu hủy. Như thể cái đàn chó, cái nguồn yêu thương của đôi vợ chồng nghèo này, nó lại là mầm lây nhiễm bệnh. Và tôi cũng nghẹn ngào khi chứng kiến hàng vạn đồng bào đã rời khỏi thành phố lớn ở trong sợ hãi, trong buồn bã, khi mà giấc mơ đổi đời vỡ tan, khi mà nỗi hoảng sợ bệnh tật và chết chóc khiến họ đã phải từ bỏ tất cả để quay về quê hương bằng xe đạp, xe máy hay đi bộ. Và tôi cũng nghẹn ngào bởi những bệnh nhân ung thư vì gia đình họ ở trong lúc tuyệt vọng nhất thì bị bán thuốc điều trị ung thư giả, những đồng tiền mồ hôi nước mắt cuối cùng cũng bị lấy nốt từ con tim đang đau khổ nhất bởi sự chia ly giữa người sống và người sắp chết. Và tôi cũng nghẹn ngào bởi bao đồng bào từ nước ngoài đang khát khao về lại đất nước trong mùa dịch thì bị chính đồng bào có chức sắc của mình lợi dụng để kiếm lợi, xong họ là có thể đứng lên dưới ánh sáng sân khấu để được vinh quang này nọ. Tôi nghẹn ngào bởi bộ máy luôn nói là vì dân, do dân, nhưng mà cán bộ của một ngành đáng lẽ là phải có đức nhất, yêu thương con người nhất, thì lại là tham nhũng tràn lan khắp các tỉnh thành nhất, lợi dụng sự khốn khổ của người dân đen để kiếm lợi. Và tôi cũng nghẹn ngào bởi một hệ thống giáo dục bắt trẻ con học đến lòi mắt, đờ đẫn, mụ mị đầu óc, nhưng lại lớ ngớ trong giao tiếp, ngơ ngác kiến thức xã hội, ẻo lả về thể chất. Lấy con em như là con tin để bắt phụ huynh phải chiều theo mọi cải cách ở Trung Hoa Kép đưa ra, nhưng lại không chịu cái cách chính tư duy của mình. Và thưa quý vị, tôi cũng nghẹn ngào bởi tôi biết là mình đã trao tặng cho các con một cái xã hội mà cái xấu nó lan tràn khi mà một thằng nhóc
mang tiếng nhà văn trẻ là bằng tuổi con tôi, nó có thể mày tao với tôi như thể tôi là một cái dạng bỏ đi, không chút giá trị trong xã hội. Mặc dù tôi là một người luôn nỗ lực trong mọi việc mình làm, luôn quan tâm tới xã hội và luôn tự hào về bản thân mình vì những đóng góp của mình. Tôi nghẹn ngào. Tôi nghẹn ngào bởi tôi biết những nghẹn ngào của tôi nó rơi vào tuyệt vọng âm u, như thể là tôi đang lạc vào một cái cống đen ngòm chưa thấy ánh sáng nơi nào. Tôi nghẹn ngào. Tôi nghẹn ngào bởi biết rằng đến cuối cuộc đời mình, con cái tôi sẽ là phải vật lộn trong cái xã hội ngập ngụa với rác ở trong đầu, với rác ở trên đường, và chúng cũng sẽ bị bào mòn nếu chúng làm những người chân chính có trách nhiệm với xã hội. Tôi hy vọng các vị lãnh đạo sẽ nghẹn ngào cùng với tôi, và tôi cũng xin phép được nghẹn ngào, và cũng xin đừng dùng những nghẹn ngào này để chụp cho tôi với những cái mũ vớ vẩn người viết Đoàn Bảo Châu. Thưa quý khán thính giả, người Việt khắp nơi, dân, cái hiện tình Việt Nam hôm nay, cái sự nghẹn ngào, nó nghịch lý như bài viết ở trên. Tất cả chỉ vì danh lợi của một tập đoàn cầm quyền, độc tài, độc đảng. Dù cho sai phạm phải ra tòa, thì những cái người cầm quyền này cũng chỉ biết xin lỗi đảng, là dù không có khả năng dẫn lãnh đạo, và họ không bao giờ tự nhận là không xứng đáng nhiệm vụ đã được giao, như bài viết Một con đường sắt của cây bút Tưởng Năng Tiến với nội dung như sau. Ngày 6 tháng 10 năm 2001, ông Lê Ngọc Sơn, giáo viên giảng dạy bộ môn tiếng Anh trường An Lợi, xã An Phước, Long Thành, đã nộp đơn xin nghỉ việc. Cái lý do, ông nói là công tác trong cơ sở giáo dục nhưng có quá nhiều điều phi giáo dục, tổn nhất là nạn dối trá, tôi cảm thấy không phù hợp nên nghỉ. Cái tờ đơn hiếm hoi này khiến tôi nhớ đến bài viết cũ là lòng tự trọng của một trò dốt ở trên trang Dân Trí. Tôi xin ghi lại ba cái đoạn ngắn. Lá đơn xin phép nghỉ học một sinh lớp 10, cầu cứu lũng củng, đầy lỗi chính tả sơ đẳng, như là một học sinh lớp 1, lớp 2, đã khiến những người quan tâm đến giáo dục không khỏi giật mình. Học sinh em đã viết, hôm nay chỉ cái đơn này lầy, mong cô và nhà trường cho em nghỉ học, vì trong lúc học em quá đùa nghịch và học hành còn yếu, và làm cho lớp 10H sa sút và không thể vươn lên được, và làm cho nhiều thầy cô phải nhắc nhở, nên em nghĩ là em không xứng đáng làm học sinh của trường. Và bên dưới là lời bình của nhà báo Bùi Hoàng Tám. Ông viết, với trình độ như hiện nay, em không đủ khả năng đọc thông viết thạo một tiêu chuẩn của học sinh lớp 1. Như vậy đã gần 10 năm qua, em đã luôn ngồi nhầm lớp. Một giả thuyết đặt ra là nếu không xin nghỉ học, thì em hoàn toàn có thể học hết phổ thông trung học, và sau đó tham dự kỳ thi tốt nghiệp. Và với cái tỷ lệ đỗ 98-99% hiện nay, thì việc em có tấm bằng tú tài là hoàn toàn trong tầm tay. Bước tiếp theo, nếu có ô dù che chắn, em sẽ đi làm 1-2 năm sau, sau đó thêm lớp chuyên tu tại chức, và chỉ 4 năm sau nữa thì em lại có bằng cử nhân. Từ đây cái con đường quan lộ hoàn toàn có thể mở ra đối với em. Biết đâu sẽ chẳng có ngày xuất hiện tấm danh thiếp là Tiến sĩ Trần Văn Em, chủ tịch hoặc giám đốc vân vân. Thế nhưng Trần Văn Em đã xin nghỉ học. Lý do em đưa ra thật đáng trân trọng. Sợ làm ảnh hưởng đến lớp 10H và em tự nhận thấy là mình không xứng đáng là học sinh của trường. Vâng, đó chính là danh dự, là tính tự trọng và lòng dũng cảm. Phải là người giàu lòng tự trọng, quý danh dự và rất dũng cảm, em mới viết được cái lá đơn này. Gần đây, tình trạng một số lãnh đạo không đủ năng lực để đảm nhiệm chức vụ ngồi nhầm chỗ đã được giao không phải là hiếm. Trong đó, cái số người không chỉ là không hoàn thành nhiệm vụ mà còn để xảy ra tiêu cực ở những cơ quan nằm ở trong bộ máy nhà nước cũng không ít. Thế nhưng cho đến nay, hình như chưa thấy có gì lãnh đạo nào đủ lòng tự trọng về danh dự, cái sự dũng cảm để xin từ chức giống như em Trần Giáp Em đã làm đơn xin nghỉ học. Hy vọng
sẽ có một ngày đẹp trời nào đó. Chúng ta thấy xuất hiện ở trên thông tin đại chúng đơn từ chức của một bộ trưởng, một chủ tịch tỉnh hay một vụ trưởng, một chủ tịch huyện và thậm chí là chủ tịch xã với lý do là để bộ ngành hoặc địa phương của mình phụ trách sa sút đã không xứng đáng với nhiệm vụ được giao. Nhà giáo Bùi Hoàng Tám viết những lời lẽ thống thiết kể trên vào hôm 15 tháng 8 năm 2012. Hy vọng của ông xem ra nó hơi xa thực tế. Danh dự trong mặt kép và dũng cảm trong mặt kép là những hạng từ dường như là không có ở trong từ điển của giới quan chức Việt Nam. Gần 10 năm đã qua, nhưng chưa thấy một nhân vật nào xin từ chức vì .. không xứng đáng với nhiệm vụ được giao cả. Ngày 2 tháng Giêng năm 2001, báo Công an Nhân dân cho hay hiện tình trạng di cư từ chỗ thổ Cửu Long đến thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông Nam Bộ đáng báo động. Số lượng di cư khỏi châu thổ này ở trong thập niên vừa qua là gần 1,1 triệu người. Hôm 12 tháng 10 năm 2021, Tổng cục Thống kê cho biết là hơn 1 triệu người lao động đã rời thành phố lớn, trung tâm công nghiệp về các vùng quê diễn ra liên tục từ tháng 7 đến nay. Số lượng thống kê lần này chưa tính đến dòng người về quê từ đầu tháng 10 khi mà thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nới lỏng giãn cách. Dân đất nước cứ như là một que sắt nóng và lúc nào cũng có hàng triệu người dân cuốn cuồng lo tìm đường chạy tứ tung. Blogger Trường Sơn nhận xét chết hơn 20.000 người với hơn 2.000 trẻ mồ côi, hàng triệu người dân di tản khỏi Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, hơn 70% doanh nghiệp thở ngóp cá nặng nề, đau xót quá. Ấy vậy mà chưa có mãi mai một ai lên tiếng về cái trách nhiệm này. Cái vụ đường sắt Cát Linh Hà Đông cũng vậy. Báo Lao Động số ra ngày 2 tháng 6 2020 gọi đây là một bi kịch ở tầm mức quốc tế. Một dự án đổi từ 552 triệu USD lên 891,92 triệu USD chậm tiến độ 10 năm đang là phải trả lại mỗi năm là 650 tỷ. Đang bị đòi thêm 50 triệu USD giao tiền ngay. Chưa rõ ngày vận hành và biết chắc là sẽ lỗ. Nó là gì nếu không phải là một khúc xương 13 km không thể nuốt? Bi kịch này đã kéo dài hơn 10 năm, đã qua 4 đời bộ trưởng. Nhưng mãi đến ngày 15 tháng 9 2021 thì lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải mới chốt cái thời gian hoàn thành bàn giao dự án đường sắt đô thị quyệt tuyến Cát Linh Hà Đông trong năm nay. Vâng, thiệt là vui sướng và nhẹ nhõm. Cái niềm vui tiếc thay lại không kéo dài lâu. Chưa đầy một tháng sau thì ngày 13 tháng 10 năm 2021, báo Trí Thức lại ái ngại cho hay là tổng thầu Trung Quốc từ chối hợp tác để hoàn thiện đường sắt Cát Linh Hà Đông, được khởi công từ tháng 10 năm 2011, dự kiến là hoàn thành dự án vào khai thác vào năm 2015. Tuy nhiên, dự án đã 8 lần chậm trễ, nên cái chốt mốc vận hành vào năm 2020. Đến thời điểm này, tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông chưa rõ bao giờ mới đến đích, về đích. Facebook Trần Thất đã mỉa mai: các chú ăn dày quá, ăn cả trong lẫn ngoài, ăn cả trên lẫn dưới, giờ há miệng mắt quay trắng. Vô tư mà nói thì tuy đây là một dự án tuy đổ vốn hơi nhiều, từ 50 năm từ 552 triệu USD lên 891,92 triệu USD, nhưng vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào về cái số tiền lại quả ăn dày, ăn bỏng, ăn thêm, ăn theo, ăn bẩn, ăn dụng, ăn gian, ăn dối, ăn quỵt, ăn lường, ăn giật nào ráo trọi. Tuy thế, Facebook Phạm Lưu Vũ những kết luận rất là khắt khe: một tuyến đường hút vào lấy bao nhiêu kẻ tội đồ tạo ra nghiệp nặng, anh linh của tổ tiên ta tất sẽ không tha cho chúng, sẽ đọa chúng dưới địa ngục hoặc là ngạ quỷ hoặc là súc sinh trong vô lượng kiếp, thì đến đời con cháu chúng ta sẽ đỡ phải gặp lại chúng,
cái chất lượng người Việt ở cái thời vĩ lai sẽ tử tế hơn, chả như bây giờ. Không ai có được cái nhìn tích cực như nhà báo Phi Hùng, ông đã viết. Trên đường Nguyễn Trãi, nếu có đường sắt ở trên cao Cát Linh Hà Đông đi qua, rất nhiều phương tiện chọn bóng mát của công trình này để di chuyển ở phía dưới, trong khi nắng nóng oi bức ở nhiều tuyến đường trở nên nỗi ám ảnh của nhiều người, thì cái tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông ít nhất cũng đã mang đến cảm giác thoải mái cho những ai đi qua. Những người công nhân tranh thủ nghỉ trưa ở dưới gầm nhà ga ở trên đường láng, những người bán hàng rong cũng tranh thủ chợp mắt dưới gầm đường sắt Cát Linh Hà Đông. Thật là ơn ích và quý hóa. Tuy bất kiển dụng, nhưng ít nhất thì tuyến đường này cũng tạo ra được bóng mát, những công nhân có chỗ nghỉ trưa, người bán hàng rong có nơi chợp mắt. Cái sự tổn hại gây ra bởi tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông xem ra thật là không đáng kể nếu so với cái con đường cách mạng đẫm máu cùng nước mắt mà Đảng và Bác kính yêu ở trong ngoặc. Mà Đảng và Bác kính yêu ở trong ngoặc đã chọn từ hồi đầu thế kỷ trước và đến hết thế kỷ này, không biết là đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay là chưa. Người viết Tưởng Năng Tiến, thưa quý vị. Khốn nạn trồng chất khốn nạn, khốn nạn lấp liếm trên môi, khốn nạn miệng lưỡi không xương ơi à, khốn nạn gặm nhấm khốn nạn, khốn nạn rồi trả không thôi, khốn nạn chia chác ăn hối của người. Ai đời sống giữa dương gian làm người không muốn làm ma họ Tàu, lạy ông biết cúi đầu nào đâu hay biết dân sầu thương đau, dân sầu khổ kiếp nguy nan lọc lừa thân xác mồ hôi của người. À ơi khôn khó chất chồng, kẻ ăn không hết người lần không ra, khốn nạn trồng chất khốn nạn, khốn nạn tôi tớ khốn nạn. Khốn nạn trên hết khốn nạn, khốn nạn luôn sống quanh ta, khốn nạn người với tha ma một loài, khốn nạn tôi tớ khốn nạn, khốn nạn suy thoái lương tâm, khốn nạn đào tấu gươm dao mát vần. Ai đời sống giữa dương gian làm người không muốn làm ma họ Tàu, lạy ông biết cúi đầu nào đâu hay biết dân sầu thương đau, dân sầu khổ kiếp nguy nan lọc lừa thân xác mồ hôi của người. À ơi khôn khó chất chồng, kẻ ăn không hết người lần không ra, khốn nạn trồng chất khốn nạn, khốn nạn tôi tớ khốn nạn, khốn nạn trên hết khốn.